Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đến kênh của mình ha. Và đây là đường vô chùa Bần Nít, Quyền Nhân Đề, tỉnh Sóc Trăng. Và chuẩn bị lại cái giới Sima. Và đây bà con cô bác buôn bán rất là nhiều, hàng trăm gian hàng luôn, hàng ngàn luôn ha, hàng ngàn gian hàng luôn, là bán rất là nhiều luôn, phía bên kia luôn cô chú bạn đó, phía bên kia luôn. Và trước mặt chúng ta đó là đoàn dục kê, đây có chỗ dựng xe nè đó, đoàn dục kê trồng rít, Sương Nguyệt Quang đó, đây đoàn dục kê nè. Ô, buôn bán rất là nhiều luôn các chú bạn ơi, buôn bán rất là nhiều ha. Đây là đường đi vô nè đó, đây là đoàn dục kê, đây đoàn dục kê nè. Dục kê này mình nghi già chùa mướn ha, thì chỗ buôn bán nè, nước ha. Đây đây là ấp Bưng Búi, xã Lô Tú, huyện Nhà Đề, tỉnh Sóc Trăng, hàng ngàn dân hàng luôn các chú bạn, hàng ngàn dân hàng buôn bán luôn ha. Đây rất là nhiều đó, rất là nhiều luôn. Đoàn dục kê thì phía bên này rất là nhiều buôn bán ha. Để mình đi vô chùa luôn ha, đây chỗ buôn bán nước nè, có hình chùa luôn nè đó, có để hình khắc hình chùa luôn nè đó. Đây để cổng chùa bằng phía mới sơn lại luôn. Đây trước cổng có để bông hoa rồi, hàng trăm gian hàng luôn buôn bán ở đây, rất là nhiều gian hàng buôn bán đó, hàng trăm gian hàng buôn bán luôn ha. Đó đây, đây đường đi vô rất dập, để nè đi tiếp đãi đón Phật đoàn Phật tử đi. Bữa nay có anh Tâm đi đi, bây giờ ảnh cũng độc thân rồi, ảnh bây giờ là ảnh độc thân rồi, ảnh giờ đi đâu đi đó. Đây dưới xem có bóng đèn chiếu xuống luôn ban đêm đó, đi bóng đèn chiếu xuống hồ luôn nè, hồ sen, cảnh buôn bán rất là nhiều, rất đông luôn. Đây là đèn nè ha, cầu đèn rồi nè ha, đó đèn chiếu xuống hột sen là tối rất đẹp nè, hột sen này mới cho phân nè, tốt nè, ra bông luôn nè đó hả. Phân nhiều lắm, mới cho kịp cái lễ xi ma cho nó lên bông đẹp nè. Hồ cá này cá rất là nhiều luôn nè, ô hàng trăm gian hàng buôn bán luôn bên ơi. Đó, mình đi đường nào chứ, đi đường này nè, đi đường này nè, vòng qua anh Vinh ơi, được đây nè, đây buôn bán rất là nhiều nè. Rất là nhiều đó, buôn bán nè, đồ chơi nè. Chị lại lâu chưa chị? Dạ lại ngày hôm kia. Dạ hôm kia đồng giá 39k. Đồng giá 39k. Đây dép, đây dép có đủ đó, gì dép mùng mền võng rồi ha đó, con gấu còn gì đồng giá 39k luôn đó. Đó, đồng giá 39k luôn, hàng trăm gian hàng luôn, hàng ngàn luôn, hàng ngàn người buôn bán luôn chứ không phải hàng trăm nữa, rất là nhiều xung quanh chùa luôn. Ở đây chùa rất là rộng đó, chùa rất là rộng ha, tại vì là dạng như là người bán rất là dễ ha, người bán rất là dễ bởi vì nó rộng, chùa rộng. Dạ nắng quá đậy lại tối mới mở ha, chiều ha, chiều mở lại. Dạ cô lại đây bán lâu chưa? Hôm qua. Dạ hôm qua. Dạ dạ là đây cũng buôn bán kem, nước mía, nước uống nó đủ luôn ha, hàng trăm hàng ngàn gian hàng luôn ở đây, nói chung hàng ngàn gian hàng luôn ở đây. Bán bún nước lèo, gỏi cuốn đó, đây nước mía giờ này có ha, gỏi cuốn đó, đủ luôn. Rồi mình đi vô đâu ta, đi đâu mình? Vậy đi đường này luôn, đi đường này luôn, coi mấy người quay cảnh buôn bán trong chùa đó.
bán bia luôn hả? Ồ. Oh. Ồ, cạnh hàng ngàn người buôn bán luôn ha. Rất là nhiều người buôn bán luôn. Ồ, bán đủ thứ. Đây rộng mà, chùa này rộng. Chùa này rất là rộng. Đó. Uống nước lèo. À, bia luôn hả? Uống lèo có bia luôn ha. Đó, đủ luôn ha. Quá trời bán rồi. Bên kia lô tô. Còn lô tô. Ồ, quá trời rồi. Quá trời buôn bán rồi. Đây là chùa Bằng Phnít ha. Ấp Bưng Búi, xã Lưu Tú, huyện Chân Đề, tỉnh Sóc Trăng. Cảnh bà con buôn bán rất nhiều nè. Áo khoác 60k đó, đây thì này bán nè, bán quần áo 60k. Cảnh buôn bán quá nhiều. À, bên chị Vinh lại à, nên bán phía này. Đây thì alo bọn bán gia Phật ha. Đây. Bao nhiêu đâu? Dạ, ở bên 6 là. À, 6 là. Lúc trổ mình chế trổ cốt, chế cốt tính á. Nó trổ nó chế cốt nó tính hay. Chế đập bạn á. Chế cốt. Cốt mới chín gãy lương mình nhá. Hả, lấy cốt lưới. Cái cốt mới chín gãy lương nó quay một cái. À đây anh em đến từ Trà Vinh. À, buôn bán giống như là đồ cổ ha. À, đồ lưu niệm đồ đủ luôn em. Đây đến từ tỉnh Trà Vinh. À mình lúc đó cành sáng ấy. Ờ mình đây dọn đúng mình đừng nói chăng. Ờ. À dọn đúng luôn. Cành sáng. Đây ở phía sau chùa ha. Phía sau chùa. Đó. Cảnh mà con buôn bán rất nhiều. Còn buôn bán rất là nhiều ha. Đây. Đây sau chùa của bà ha, đây cổng phía sau. Nè, cổng sau này mình chưa lại nè chứ. Đó, cổng sau này nè. Đó, còn buôn bán rất là nhiều luôn. Đó rộng chùa hàng ngàn người bán luôn đó chú bạn. Ở ngoài ruộng ngoài vậy là lửa rộng dưa luôn. Quá trời à. Đây cổng sau nè. Đó. Cổng sau. Đây cổng sau ha. Này phía cổng sau này. Đây cũng bán ra nhiều ha. Đó. Đây chỗ nào cũng có bán hết. Rồi qua phía này lại. Đại sư cũng đặt cái dàn thọ ha. Đây đặt qua dàn thọ này. Đó. Đây. Qua dàn thọ. Rất nhiều ha. Sư chắc sư đặt trước ha, mới có ha. Qua đây nè. Bông vàng thọ. Đó. Đây chỗ láng chạy. Hà Sa. Mê Lịch 4 đây. Mê Lịch 4 à. Đây nè. Đây. Láng chạy. À, phải láng chạy đâu. Lý đài, lý đài. Lý đài. Đây. À sao lễ đài, lễ đài để đoàn cảnh chuẩn bị để cái giới xi măng xung quanh nó của hoài phong gì á, bóng đèn ha, chiếu vô đó, đó. Bóng ống chiếu vô trên điện đó. Chắc là của hoài phong theo mình nghĩ. Đây là láng chạy ha, lễ đài. Lễ đài. Đây mà Hà Sa lễ đài của chùa Bằng Phnít. Trong này cục đá xi ma. Đá xi ma. Đá xi ma ha. Đó. Đây. Chín cục đá xi ma luôn các bạn ha. Đó, chín cục đá luôn. Đây là trong lễ đài. Chùa Bằng Phnít. Dạ.
À, đây, phía trước mặt người ta đó là ngôi chính điện của chùa Mừng Christ. Ở đây ngôi Sala của ngôi chùa. Phía này chỗ tiếp đãi Phật tử ăn đại cơm nước rồi ha. Phía này đó. Phía này chỗ tiếp đãi cơm Phật tử gần xa đến đây để đến lễ cái chiếc xi ma đó phía này đây đây chỗ đãi khách nha thập phương đến đây để đến lễ cái chiếc xi ma đãi cơm khu vực này nè đó, rất là rộng lớn luôn khu vực này đãi cơm Phật tử đó rất là rộng luôn các bạn rất là rộng luôn ở đây nói chung là người buôn bán rất là đông người buôn bán rất là đông luôn ở đây sư cũng để chậu hoa rất là nhiều ha đó, chỗ nào cũng có hết ở đây cảnh người ta buôn bán rất là nhiều rất là đông luôn đó, rất là đông luôn để mình lên ngồi chính điện lại ha đó. Đây phần ngồi chính điện này cũng rất là rộng thì còn 3 ngày nữa thôi 3 ngày nữa là tới lễ cái chiếc xi ma ha 3 ngày nữa hình như ở phần trong đốt đèn này trong bóng đèn này đó. Điện, mình đi vòng vòng đó phải vô đó đi quay người buôn bán thôi đi đường nào cũng được hết chứ các bạn đường vô tới 4-5 đường đó xe vô tới chùa luôn ha xe vô tới chùa luôn đó. Đó, xe vô tới chùa luôn ha đây cạnh buôn bán là nói chung hàng ngàn dân hàng luôn hàng ngàn người bán luôn ha ở quận phía bên kia cũng có luôn đó, đủ chỗ luôn. Chỗ nào cũng có đó. Đó. Khu vực cấm buôn bán này một dây nè chỗ này là cấm buôn bán nè cấm buôn bán đường này đưa đi đường này cũng được luôn các bạn ha đường này ha đó, đường đó là đi cũng được luôn vô chùa được luôn ha đường đó đường mình đi nãy là lội bộ cũng gần à chứ gần à cỡ 200m lội bộ khoảng 200m thôi nè cầu này không đi mà nè sư đẩy lại nè sợ ta đi á đó. Đó là nó cầu nó yếu á đây nói chung là hàng trăm gian hàng bán luôn gần hàng ngàn luôn chỗ nào cũng thấy bán hết. Rất là nhiều người buôn bán ở đây là chạy ra ngon luôn ha của tụi bằng nít đó chạy ra ngon của chùa bằng nít nè ghen ngon hàng ngàn người buôn bán luôn ha không phải hàng trăm nữa hàng ngàn người buôn bán luôn đó
là nhiều, rất là nhiều cảnh buôn bán ha. Thì ý này chị này bán bún nước lèo à, đi rất tới quen luôn á, bún nước lèo, nước mía, bún nước lèo rồi, bún xào, thiếu món nữa, bún xào, bún lèo, nước lèo đó. Cạnh buôn bán của nhà chua, quay một đoạn ha video cho cô chú với bạn xem à, còn 3 ngày nữa thôi để chia xi mà đi buôn bán gẫu rồi ha, đồ chơi gẫu luôn ha, đó rất là nhiều cạnh buôn bán rất là nhiều. Và ở đây là trước ngôi chính điện nè các chú bạn ha, đây là trước ngôi chính điện, cũng có mấy anh chụp hình là lưu niệm á, ở đây cũng có mấy anh chụp hình lưu niệm để chụp làm lưu niệm ngôi chính điện mới nha, của chùa bằng phinix. Ở đây phía này là dục kê nè, phía này dục kê, đây đoàn dục kê phía này nha. Đó. Hàng ngàn dân hàng bán luôn các chú bạn, hàng ngàn dân hàng bán luôn, hàng ngàn người bán luôn á đó. Đó, rất là nhiều người bán luôn, tại vì đây rất là rộng rãi luôn ha, rất là rộng rãi. Đây dục kê, đoàn dục kê hát phía này nè, đó đây là đoàn của Sơn Ngược Quang ha, Sơn Nguyệt Quang đó, đoàn trồng tiết hồi xưa ha, đoàn trồng tiết đó, đi cạnh lô tô rồi chơi phía này nha, nghe đâu là chơi một tầng nay rồi đó, chơi một tầng rồi. À, chất lượng dưới lễ ký Tết bán rất là đông đó, rất là đông. Bữa nay mình tới đây mình review một đoạn review nhắn cho cô chú bạn xem, dạ cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, xin chân thành cảm ơn cô chú bạn rất nhiều. Ở đây hồ sen rất đẹp nè, rất đẹp hồ sen của nhà chùa. Đây thông báo ngày Asima bạn ha, ngày ghim đá Asima lên á, là thông báo đó. Ở đây các kéo bóng đèn nha, đây đây toàn cảnh của ngôi chùa. Ở đây bên chị Vinh đã lại bán đồ lưu niệm ha, đó đây ở bên chị Vinh ha, bên chị Vinh bán đây toàn cảnh của ngôi chính điện. Đây các lăng chạy thì ở đây có 4 lăng chạy thôi, 4 lăng chạy nhỏ và một lễ đài ha, 4 lăng chạy và một lễ đài. Đó là đẹp, ngồi chính điện của chùa bằng phinix. Em cho quý mày, ra quý mày, học quý không? Thôi quý, thôi ra.
Ồ, nó nắng này. Trời. Rồi giờ kết thúc video tại đây ha. Cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của mình.